Còn bổ sung gì nữa không? Rồi tốt quá. Khoan, còn câu cuối là nãy mấy em đi á, là mấy em thấy trong tất cả những cái rồi thôi. Trả lời cái câu đó giùm thầy thôi. Dạ, đối với cái phần so sánh là hồi nãy thầy có điều á thì cái không không thầy không cần câu đó nữa. Bây giờ em nói là cái đặc trưng cái khi em đi em thấy em thích những cái gì mà em có thể tái chế tốt nhất á, cái câu á. Dạ, đối với các hai cái lời nãy thì em thấy là cái các khung sắt, cửa sắt cũng như là cái thanh sắt còn tốt là được sử dụng tái chế là nhiều nhất, là tốt nhất. Ở chỗ đó em có chụp được một bức ảnh mà ở đó người ta sử dụng cái cầu thang bằng sắt lên cái gác là được sử dụng bằng sắt cũ để tái chế lại để hàn lại, nhìn nó tuy nó nhìn nó hơi cũ thiệt nhưng mà nhìn nó đẹp, nó dễ thương lắm. Rồi đối với cái phần hồi nãy về cái mô hình mà cái mô hai cái loại mô hình đó thì đối với nhóm bạn đó thì em có tí là ý kiến là khác nhiều, là đối với cũng tại vì do hai cái này nó có cái mục đích khác nhau, một bên thì để sử dụng làm vật liệu xây dựng tái chế, còn một bên để phân loại các loại như mũ trong, mũ dẻo, sắt này kia để phân loại nó rõ ràng với nhau, khác nhau để đặt nó là cái nguyên liệu để tái chế thành cái vật liệu mới chứ không phải là tái chế là vật liệu xây dựng cũ như bên đó. Nên cái thời về cái mức độ thời gian nó yêu cầu khác nhau thì cái đó là tất nhiên. Rồi tạm ngưng đây.